rốt cuộc là nghiệp chướng gì mới có thể khiến cô gái tận mắt nhìn thấy đầu của cha mình bị chặt trên đài hành hình. Trước sự chế giễu và mắng nhiếc của vô số người, đối với một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, gây ra những ảnh hưởng không bao giờ có thể bù đắp được. Và ngay bây giờ khi mọi người đang hào hứng, bọn họ không biết, Alia vào lúc này, hạt giống của sự trả thù đã được nhen nhóm. Sau khi chứng kiến vua Joffrey giết cha mình, thể hiện ra sự kiêu ngạo, Alia thề với chính mình, những kẻ đã chế giễu những người đã ra lệnh giết cha vô tội, tất cả sẽ phải chết thảm dưới chân mình. Tuy nhiên, để trở thành kiếm sĩ hàng đầu thế giới, cần được rèn luyện ngay từ nhỏ. Ngày mai cô nhất định phải bắt được. Sau đó thầy kiếm thuật dạy Alia cách cầm kiếm và nói với cô ấy, con người được tạo ra từ nước, khi thanh kiếm xuyên qua cơ thể, nước ngay lập tức sẽ chảy ra, sau đó con người sẽ chết. Sau đó cả hai bắt đầu luyện tập, nhưng không ai ngờ tới, trong trận đấu, người thầy dạy kiếm suýt chút nữa đã đánh trượt đòn tấn công của Alia. Hơn nữa khoảnh khắc này đột nhiên bị Ngài Đức nhìn thấy. Bên trong cô con gái Alia ẩn giấu bóng dáng của sát thủ, hơn nữa trong tương lai gần, sự sống còn 8.000 năm, vua đêm, sinh vật mạnh nhất trên bề mặt khiến mọi người phải run sợ. Cũng vào ngày diệt vong của các vương quốc phía Bắc, chết dưới tay Alia và biến Alia trở thành sát thủ hàng đầu thế giới, cần phải có một lòng căm thù mạnh mẽ mới có thể khiến cô ấy trưởng thành. Không lâu sau khi Ngài Đức đến thành Quân Lâm, đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên, ba người con của Robert, người cai trị 7 vương quốc, tại không phải con đẻ của ông ấy, bởi vì tổ tiên của Robert đều có mái tóc đen, tuy nhiên cả ba người con của ông đều tóc vàng. Ngài Đức, người biết được sự thật, muốn nói cho Robert biết chân tướng là hoàng hậu Cersei có quan hệ ô uế với em trai James của ông ấy. Tuy nhiên, Robert đã bị thương nặng trong khi đi săn, sắp qua đời, vì vậy Ngài Đức không muốn Robert chết trong tiếc nuối, lựa chọn im lặng, cuối cùng đã lập di chúc trước khi Robert chết, tạm thời ra lệnh cho Ngài Đức cai quản đất nước, đợi đến khi con trai cả Joffrey trưởng thành sẽ truyền lại ngôi vị. Cứ như vậy, sau khi Robert chết, hoàng hậu Cersei bắt đầu tạo phản, lôi kéo lòng người, trên từ đường, xé nát di chúc của Robert, chọn cách không thừa nhận và cũng không chấp nhận, và giết tất cả người của Ngài Đức, đưa con của mình là Joffrey lên nắm quyền lên ngôi trước thời hạn. Và tất cả các đại thần vào thời điểm này đều đứng về phía Cersei. Cuối cùng thì Ngài Đức đã bị tống vào tù. Cersei sau đó cử binh lính tìm được Alia, chuẩn bị giết chết cả gia tộc. Tuy nhiên, thầy dạy kiếm thuật lúc này vì bảo vệ con gái của Ngài Đức, chiến đấu đến chết với những người lính Lannister, ngay cả với một thanh kiếm gỗ trong tay, thầy dạy kiếm cũng đánh chết cả đám lính, cho đến khi thanh kiếm gỗ của anh ấy bị Ngự Lâm thiết vệ chặt đứt. Khi chúng ta đối mặt với tử thần thì nên nói gì? Thời cơ chưa đến. Cứ như vậy, Alia rời khỏi đây với sự đau buồn. Sau đó, đến sáng sớm, Ngài Đức bị áp giải đến đài hành hình, chuẩn bị tiến hành xét xử công khai. Và vì sinh mạng của con mình và cả gia tộc, Ngài Đức, người luôn được vinh danh, cuối cùng chỉ có thể trước mặt thường dân bách tính nói dối rằng bản thân đã phạm tội phản quốc. Robert đã không cho bản thân điều hành đất nước theo ý mình, chỉ là bản thân bị ám ảnh bởi quyền lực. Lúc này, Sansa cũng cầu xin cha mình. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người cho rằng Joffrey sẽ trừng phạt Ngài Đức đi đày ở biên cương, anh ấy đã thất hứa, ra lệnh chặt đầu Ngài Đức ngay lập tức, để thể hiện uy quyền của nhà vua. Đột nhiên khung cảnh trở nên hỗn loạn, Alia, người có mặt tại hiện trường, cũng không biết phải làm gì. Ngay sau đó binh sĩ giữ chặt Ngài Đức, quan chấp pháp chuẩn bị bắt đầu hành hình. Đừng nhìn, thả tôi ra. Lập miệng lại, nhìn ta này, dừng lại, bố. Lúc này, Ngài Đức im lặng và không nói được gì. Ngay bây giờ anh ấy hối hận vì đã không nói cho Robert biết sự thật về đứa trẻ. Đất nước ngày nay đã rơi vào tay gia tộc Lannister, đồng thời lo lắng về sự sống và cái chết của con gái Alia. Cùng với thanh kiếm dài hạ xuống, Ngài Đức bị chặt đầu trên đài hành quyết. Lúc này Alia gục xuống nhìn người cha đã khuất của mình, nhắm mắt tuyệt vọng. Lúc này thanh trường kiếm vẫn còn dính đầy máu của cha. Nhìn binh lính di chuyển thi thể của cha mình và sự ngã xuống của chị gái Sansa, quan chấp pháp giơ cao đầu của Ngài Đức. Những người bên dưới cũng reo hò phấn khích và tiếng cổ vũ càng to hơn. Đối với Alia mà nói, hận thù càng sâu đậm. Lúc này bạn thân của Ngài Đức là Uren, để giúp cho Alia sống sót, cắt bỏ mái tóc dài của cô ấy, cải trang cô ấy thành con trai, có thể thoát khỏi sự truy sát của Joffrey. Và Uren chuẩn bị đưa Alia trở về phương Bắc, đi đến tuyệt cảnh vạn lý trường thành, rời xa một đại lục đang tranh giành quyền lực. Nhưng rất nhanh sau đó, thuộc hạ của Joffrey đã tìm đến để cứu Alia và con trai riêng của Robert Gendry. Uren từ chối lệnh của vua Joffrey, đã chọn chiến đấu hết mình. Cuối cùng, do số lượng không chiếm ưu thế đã bị nhiều dao đâm vào. Sau đó, một hiệp sĩ rút kiếm của mình đâm thẳng vào cổ của Uren. Còn Alia nhìn thấy nhưng không biết làm gì, chuẩn bị bỏ chạy. Sau đó cô ấy nhìn thấy trong ngọn lửa lớn, ba người bị bắt khẩn cầu giúp đỡ. Alia tốt bụng giơ dìu lên, nhưng cô ấy không biết một trong những người được Alia cứu sẽ trở thành quý nhân trong cuộc đời cô ấy. Sau đó Alia vẫn bị hiệp sĩ bắt được, hơn nữa còn cướp đi thanh kiếm mà John tặng cho mình. Sau đó đâm chết một cậu bé và lên kế hoạch giết tất cả từng người một. Và ngay sau đó phía bên kia, người con trai cả Rob biết được cha mình đã bị giết, suy sụp hoàn toàn, anh ấy thề sẽ dẫn quân của phương Bắc tấn công thành Quân Lâm, ngay cả khi cả 6 vương quốc đều đứng về phía vua Joffrey.
ngoài ra còn muốn chặt đầu Joffrey đem về. Lúc này, Joffrey đã treo đầu của Ngải Đức lên tường thành và buộc con gái Sansa của ông ấy phải xem tất cả những thứ này. Bắt cô ấy xem từ sáng đến tối, có lẽ sẽ không lâu đâu. Đầu người anh trai Rob phản loạn của cô và đầu của em gái Alia tất cả sẽ được treo trên tường thành. Có lẽ anh trai ta sẽ tặng cái đầu của ngươi cho ta. Sau đó Joffrey ra lệnh cho lính canh làm như bình thường. Tát Sansa. Sau đó thời gian đến đêm muộn, trong cơn mưa lớn, Alia nằm ở nơi cô ấy bị giam giữ. Mặt đất băng giá nhắc nhở cô ấy mọi lúc những kẻ đã giết cha và tên của kẻ thù đã bị giết một cách vô tội để bảo vệ mình. Joffrey Sexay. Chó săn Aelin Pai. Cứ như vậy, Alia cũng giống như Uren trước đây, không ngừng nhắc lại tên của kẻ thù, càng lặp lại nhiều lần, mong muốn trả thù trong lòng ngày càng mạnh mẽ. Và cũng đúng lúc này, kiếm khách mạnh nhất thế giới và Lord Arya cứu thế của loài người đã được sinh ra. Đây là một trong những hình phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới. Buộc trói một tù nhân vào một tấm ván, sau đó người lính lấy ra một cái xô sắt, đặt một con chuột vào đó. Trong sự hoảng sợ của phạm nhân, người lính ấn mạnh cái xô sắt vào ngực, sau đó cầm ngọn đuốc lên, bắt đầu đốt cháy đáy thùng. Cứ như vậy, ngọn lửa nóng tiếp tục tích tụ nhiệt độ cao, để con chuột bên trong tiếp tục nhảy lên và xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn xé toạc lồng ngực của tù nhân. Nhiệt độ càng cao, con chuột càng cào xé lợi hại hơn, cho đến khi sống sót xuyên qua cơ thể của tù nhân. Không. Và ngay cả khi phạm nhân nói bất kỳ bí mật nào người lính muốn, vàng giấu ở đâu, kẻ phản bội đang trốn ở đâu, cuối cùng không thể thoát khỏi số phận bị chuột giết chết. Vào lúc này, bà lão trước mặt nhìn con trai gào thét thảm thiết, cơ thể đã tê liệt bởi vì chị gái và chồng của cô ấy 3 ngày trước tất cả đều chết dưới hình phạt này. Sau khi nghe bà lão nói, Alia và Gendry hoảng sợ, bởi vì tiếp theo rất có thể đến lượt họ. Ngay sau đó, binh lính bắt đầu chọn người. Tuy nhiên, người đàn ông béo nhỏ đã chọn đối mặt với binh lính, bởi vì dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, chỉ cần nhìn thẳng vào người lính, cơ hội được chọn sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, người lính đã tình cờ chọn một người tù nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bé mập thấy vậy đã sợ hãi đến mức mắc kẹt tại chỗ, bởi vì phán đoán của cậu ấy suýt chút nữa khiến bản thân mất mạng. Cứ như vậy, từng người một các tù nhân bị chuột xuyên thủng và chết. Sau đó, những người lính thực sự đã chọn Gendry, bạn của Alia. Sau đó buộc anh ta vào tấm ván, bỏ chuột vào thùng sắt, chuẩn bị bắt đầu tra tấn điên cuồng. Và lúc Gendry chuẩn bị đón nhận cái chết, Tywin, thủ lĩnh của gia tộc Lannister, đến đúng lúc. Vì bây giờ là thời đại chiến tranh, bọn họ lại thiếu nhân lực, tạm thời tha cho Gendry. Nhìn đâu thầy, quỳ xuống cho tao. Xuống, nếu không tôi sẽ giết cậu thể tử. Và sau đó Tywin đến, bắt đầu khiển trách binh lính của mình, và trong nháy mắt nhìn ra Alia là nữ cải trang nam, định để cô ấy làm bạn uống rượu mới của mình. Tuy nhiên Tywin lúc này vì cháu ngoại trai Joffrey của mình ra lệnh chặt đầu Ngải Đức, buộc phải đánh quân phương Bắc. Nhưng ông ấy không biết em gái của Rob vua phương Bắc chính là Alia. Khi Tywin chất vấn về danh tính của đối phương, Alia đã nói một câu: người phàm đều có lúc chết. Sau đó, một người lính tên là Zia Kun đi đến. Anh ấy biết ơn vì Alia đã cứu mình ra khỏi đám cháy lớn. Vì Alia đã cứu mình và sinh mạng của hai người bên cạnh, nó cũng giống như bàn tay của thần đỏ, lấy đi những sinh mạng lẽ ra phải chết. Vì vậy, Zia Kun nợ thần đỏ 3 mạng. Chỉ cần là Alia nói ra tên, Zia Kun sẽ đi và giết mục tiêu. Sau khi nghe Zia Kun nói, Alia không nghĩ đó là thật, chỉ tùy ý nói ra mục tiêu đầu tiên. Chính anh ta là người đã tra tấn tù nhân bằng chuột. Tuy nhiên, Alia không biết tên của người kia, chỉ biết biệt danh của anh ấy là Notepad. Thế là đủ rồi. Zia Kun sau đó đã ghi nhớ cái tên mà Alia nói. Và chỉ vài phút sau, Notepad vô tình rơi khỏi tường. Lúc này Alia thật không thể tin được, nhìn xác chết trước mặt, nhìn về phía Zia Kun, người đang vô cùng tự đắc ở trên bức tường thành. Cô ấy bây giờ cuối cùng tin rằng những gì Zia Kun đã nói trước đây không phải là một lời nói suông. Và sau đó mục tiêu thứ hai mà Alia muốn giết, đó là Tywin, thủ lĩnh Lannister. Tuy nhiên, còn chưa kịp nói mục tiêu cho Zia Kun, Alia đã tìm thấy một mẩu tin tình báo quân sự, bên trong viết về gia tộc Lannister, các đối sách đối phó với quân đội của Rob. Vì vậy Alia nhân lúc Tywin không để ý, lén giấu nó đi, muốn mượn bồ câu đưa thư, gửi tin cho anh trai Rob. Tuy nhiên, trong quá trình trốn thoát, Alia vô tình đụng phải một trong những hiệp sĩ của Tywin, Amory. Phát hiện ra rằng Alia đã đánh cắp tình báo, Amory định đến phòng Tywin để tiết lộ sự thật. Lúc này Alia hoảng sợ tìm đến Zia Kun. Lord, cô gái đã nói ra tên người thứ hai của người đó, đi ngay bây giờ đi. Thời cơ chưa tới, người đó vẫn chưa thể ra tay, nhưng anh ta sẽ thông báo cho Tywin anh ta đã đi rồi, phải đi ngay bây giờ. Cứ như vậy, Amory đã bị kim độc bắn trúng khi anh ta đẩy cửa phòng của Tywin, ngã xuống đất. Và Tywin, người đã nhìn thấy cảm thấy bất an, vì doanh trại này nhất định giấu một con quỷ muốn giết chết mình. Vì vậy Tywin đã treo cổ 20 người lính trong đêm, cũng không tìm thấy kẻ giết người đằng sau. Bất đắc dĩ, Tywin chuẩn bị kêu gọi các vị tướng rời khỏi nơi thị phi này, hơn nữa chuẩn bị quyết chiến sinh tử với quân đội của Rob ở phía bắc.
và nhìn Tywin đưa quân đi. Alia không muốn, cho đến khi cô ấy lại tìm thấy Ziakun, muốn giết mục tiêu cuối cùng Tywin, lấy sinh mạng trả cho thần đỏ. Tuy nhiên, Ziakun lại nói, cái chết vẫn là do ông trời quyết định, thời gian có thể dài hoặc ngắn, bởi vì Tywin sớm đã đi xa, rất có thể sẽ mất nhiều thời gian để giết anh ta. Mong Alia chọn lại cái tên khác, bất cứ ai. Tôi từng thề ở đây, vậy được. Ziakun Hega. Nhưng không ngờ, Alia lại muốn mình giết chết mình. Lúc này, Ziakun hy vọng rằng Alia sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Đổi một người khác, cuối cùng Alia đã đồng ý. Nhưng điều kiện là, anh ta phải giúp mình và đồng bọn trốn khỏi doanh trại. Chuyện này còn hơn cả việc giết chết một sinh mạng. Vậy được Ziakun Hega. Cứ như vậy, Ziakun chỉ có thể bất chấp khó khăn đồng ý. Cô gái và những người bạn của cô có thể rời đi vào đêm nay. Và thời gian đến lúc đêm muộn, nhìn người lính gác cổng, Gendry không biết phải làm gì. Tuy nhiên, Alia chọn tin tưởng Ziakun, bảo Gendry và Tiểu Mập đi theo mình về phía cổng thành. Đợi mấy người đến gần mới phát hiện, các lính canh đều đã bị giết bởi Ziakun từ lâu. Sau đó, mấy người họ đã thành công rời khỏi doanh trại giam tù nhân. Nhưng đến ban ngày, Ziakun nói với Alia, nợ của mình và thần đỏ đã trả hết. Và từ đôi mắt của Alia, nhìn thấy một bí mật đang được ẩn giấu. Joffrey Stepstay, Tywin Lannister, chó săn Aemon Pie. Và Ziakun nói với Alia, nếu muốn trả thù cho cha mình, trước tiên cần phải là một người không có khuôn mặt. Hãy tin vào thần một ngàn mặt. Chỉ có như vậy, kẻ thù sẽ chết từng kẻ một. Ziakun sau đó đã đưa cho Alia một đồng xu. Chỉ cần cô ấy tùy ý lấy đồng xu, giao cho bất cứ người bố lạc Phật tư nào, thì có thể tìm được mình. Và bảo Alia học khẩu ngữ của mình. Người phàm đều có lúc chết. Người phàm đều có lúc chết. Sau đó, Ziakun quay lại và nói với Alia, Ziakun hiện tại đã chết. Sau đó, anh ta trở thành một khuôn mặt khác. Nhìn Ziakun rời đi, Alia muốn trở thành một nhân dạng không có khuôn mặt, đã khắc sâu vào trong lòng. Nhìn kỹ vào người bắn cung trước mặt, anh ta rõ ràng muốn tấn công ba người trước mặt mình. Nhưng đột nhiên bắn mũi tên lên không trung. Sau đó, người bắn cung nói với Tiểu Mập trước mặt anh ta, chờ cho đến khi bản thân nói xong, mũi tên trên không kia, nó sẽ rơi xuống đầu của cậu. Tôi đề nghị cậu nên tránh ngay lập tức, bởi vì sau khi tôi nói xong. Sau đó, nhóm người của Alia thật không thể tin được, nhìn vào người bắn cung trước mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Để có thể rời khỏi hội anh em, Alia rút kiếm ra và đe dọa Soros, yêu cầu thả ba người họ ra ngay lập tức. Ồ. Ngay sau đó, Soros rút kiếm ra và đánh rơi vũ khí của Alia. Hơn nữa nói với Alia, bản thân và thuộc hạ tuyệt đối không giết người vô tội. Nhưng nghe xong lời của Soros, Alia vội vàng kéo bạn của mình ra ngoài. Nhưng thật trùng hợp, người bắn cung vào lúc này dẫn theo binh lính bắt một phạm nhân. Và anh ấy, đó là chó săn, một trong những kẻ thù sâu sắc của Alia. Alia nhận ra không may, vội vàng ra khỏi đây nhanh chóng. Nhưng kết quả vẫn bị tên chó săn nhìn thấy. Hơn nữa còn cho mọi người biết danh tính của Alia. Làm thế quái nào mà anh lại bị lẫn với nhãi danh của gia tộc Stark. Cứ như vậy, thân phận của Alia bị tiết lộ. Và Alia lúc này, nhìn lại tên chó săn bị bắt. Ông ta bây giờ, cuối cùng đã phải nhận báo ứng đáng nhận. Tuy nhiên, tên chó săn không chú ý lắm đến những gì Alia nói. Bởi vì anh ta đã bỏ rơi vua Joffrey trong trận quyết chiến với quân đội của Stannis, đã chọn bỏ chạy. Thằng chó ta ra lệnh cho mày quay lại trận chiến cho tao lập tức. Rời khỏi ngự quân thiết vệ chết tiệt đó. Rời khỏi thành quân lâm chết tiệt. Rời khỏi quốc vương chết tiệt. Cứ như vậy, tên chó săn đã rời khỏi thành quân lâm và bị huynh đệ bắt được, chuẩn bị tuyên án tử hình. Nhưng nhìn binh lính bao vây xung quanh, tên chó săn bắt đầu chế nhạo. Đúng lúc này, thủ lĩnh của hội huynh đệ Bailey xuất hiện. Anh ấy lấy danh nghĩa thần ánh sáng phán xét tội của tên chó săn. Và mọi người đều biết gia tộc Clegan mà chó săn được sinh ra, người trong tộc vốn rất độc ác, giết trẻ em vô tội một cách bừa bãi, thậm chí một em bé sơ sinh cũng không tha. Tiếng tăm của gia tộc bọn họ được xây dựng hoàn toàn trên xác chết. Tuy nhiên, tên chó săn không thừa nhận từng giết bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào. Đây đều là tội ác của anh trai hắn, đừng hòng đem những chuyện này đổ lên người mình. Nhưng vào lúc này, Alia đột nhiên đứng dậy, vì cô ấy vẫn còn nhớ rõ tên chó săn đã giết chết đồng đội tay không tấc sắt của mình. Ông cưỡi ngựa đuổi theo sau cậu ấy, sau đó đặt cậu ấy trên lưng ngựa như một con nai chết. Lúc này tên chó săn không phản bác, bởi vì anh ta từng là vệ sĩ của Joffrey, phải tuân theo mệnh lệnh của nhà vua. Và Berlitz cuối cùng vẫn là đưa trận xét xử này của tên chó săn, để thần ánh sáng phân xử theo cách công bằng nhất, chuẩn bị đấu võ xét xử cho đến khi một bên bị giết. Nhưng tên chó săn chế giễu rằng không có ai ở đây có thể chiến đấu, lẽ nào còn muốn để tên tiểu tử lông lá của gia tộc Stark đích thân lên trận báo thù cho đồng đội đã chết của cô ấy sao? Và sau khi nghe xong lời của tên chó săn, Berlitz cười nói, cô ấy thực sự mạnh mẽ, nhưng đối thủ của ngươi sẽ là ta. Cứ như vậy, Berlitz và tên chó săn chiến đấu dưới sự giám sát của vua ánh sáng chính thức bắt đầu. Nhưng khi Berlitz đốt ngọn lửa bằng máu, tên chó săn đột nhiên hoảng sợ, vì vết sẹo trên đầu anh ta chính là do ngọn lửa của sự thất bại ban tặng. Từ nhỏ đến lớn đều ám ảnh với lửa, và khi đối mặt với ngọn lửa của Berlitz, tên chó săn chỉ có thể trốn tránh một cách hoảng loạn.
thậm chí quên cách chiến đấu, trực tiếp cầm thanh kiếm lên và chém loạn xạ. Lúc này những người đang xem đều nghĩ rằng Burlis đang nắm chắc chiến thắng, chờ đợi cái chết của tên chó săn. Tuy nhiên, khi Bolai chặn được đòn tấn công của tên chó săn, lưỡi dao trực tiếp bị chém đứt, sau đó anh ấy bị trọng thương ở vai. Ngay lập tức mọi người im lặng. Soros nhìn thấy tình hình không ổn, vội chạy đến bên cạnh Burlis, bắt đầu cầu nguyện, cầu xin vua ánh sáng đưa người chết trở về từ nơi bóng tối. Hơn nữa vào lúc này Alia không can tâm, nhìn tên chó săn bình an vô sự, để trả thù, định trực tiếp chiến đấu. Không, thả tôi ra, thả tôi ra. Có vẻ như thần ánh sáng của họ thích tôi hơn người bạn đồng hành đã chết của cô. Đi xuống địa ngục đi, anh ta sẽ đi. Nhưng không phải hôm nay. Chưa bao giờ nghĩ đến, Burlis đã chết thực sự sống lại. Và điều đó làm cho tên chó săn cảm thấy không thể tin được. Bởi vì anh ta không biết, vua ánh sáng đã hồi sinh Burlis 6 lần liên tiếp. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể tuân theo ý muốn của thần thánh, chọn tha cho tên chó săn. Sau đó, thời gian đến sáng sớm, phù thủy mặc hồng bào dẫn theo binh lính xuất hiện. Cô ấy và Soros đều phục vụ như những vị thần ánh sáng. Bây giờ vua Robert đã chết, người thực sự nên kế thừa ngai vàng có lẽ là em trai ông ấy Stannis. Và phù thủy mặc hồng bào yêu cầu Gendry, con trai riêng của huynh đệ Robert, đến giúp Stannis lãnh đạo quân đội lên ngai vàng. Thấy người bạn cuối cùng Gendry sắp bị bắt đi, Alia không phục tìm đến mụ phù thủy mặc áo choàng đỏ. Cô ấy bây giờ chắc chắn không muốn mất đi người bạn cuối cùng. Nhưng mụ phù thủy lúc này đột nhiên dùng ánh mắt lạ lùng nhìn vào mắt Alia. Từ đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy, phát hiện ra bên trong có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Có ánh màu nâu, ánh màu xanh và còn có ánh màu xanh lam. Hơn nữa Alia sẽ đóng chúng lại mãi mãi. Lúc này phù thủy nói với Alia, trong tương lai gần, hai người sẽ gặp lại nhau. Sau đó, mụ phù thủy đã đưa Gendry rời khỏi đây, đến lâu đài Stannis. Và vì Gendry mang trong mình dòng máu của nhà vua, phù thủy dùng đĩa hút máu từ cơ thể cậu ấy. Điều này hoàn thành việc cúng tế. Stannis sau đó đã đặt con đĩa lên bàn thờ, khai thác sức mạnh từ dòng máu của nhà vua để tiêu diệt tất cả những kẻ soán ngôi. Và cùng với việc con đĩa bị ngọn lửa thiêu cháy, trong tương lai gần, cả ba vị vua soán ngôi sẽ lần lượt chết. Trong số đó có Rob, anh trai của Alia. Đám cưới đẫm máu và đám cưới này cũng đã đánh tan cả gia tộc Stark.